Rồi, ha, chào anh em vào chỉ trị ở đâu. Mình là Blue SGM. Quay lại các bạn là trong cuộc đua Terry 2K3. À, mình cũng nói trước từ mấy video trước là mình sẽ không có đua đòi gì cái Terry 2K3 này. Nhưng mà cái gì nhỉ, có một anh bạn là cũng tương đối là gì quen thuộc với mình, cũng tương đối thân thiết, nhờ mình đua vòng quay Terry 2K3 giúp. Vì hôm nay ông ấy đi làm nên thôi thì mình cũng nhận lời thôi. Và mình xin nói luôn, đây thực sự là một cái ác VIP 15, đúng chất phong thái VIP 15. Hôm nay thì mình cũng sẽ làm cho anh em một cái video cái gì nhỉ, về đúng chất VIP 15 sẽ đua bot như thế nào, đúng không? VIP 15 đua bot sẽ như thế nào, phong thái của VIP 15 nó sẽ khác biệt hẳn các bạn ạ. Rồi hiện tại thì đang là cái gì nhỉ, top 4 trong cuộc đua bot với 10.000 điểm. Top 1 thì đang là 14.000 điểm, top 2, top 3 lần lượt là 12.000 đến 11.000. Khá là ghê gớm. Rồi, đây thuộc server số 12. Rồi, tuy nhiên như này vẫn chưa thua các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn điểm số này tương đối cao. Tuy nhiên thì so với một số server khác, ví dụ như là Nest Quái Vật ở S150 thì thực sự vẫn chưa là cái gì cả các bạn ạ. Rồi. Nó lên fan 6 sao nó mắc luôn. Ở đây thì mình cũng đang ngồi chém gió với mấy ông bạn là cái gì nhỉ, trước mỗi vòng đua cũng như lần đua Benny Maru 2K3 gần đây nhất thôi, đúng không? Đấy, mình cùng chờ giờ đẹp một chút để quay. Đấy, giờ ngồi uống nước đã. Nó lên 30k điểm. 30k điểm này. 30k điểm à? Ờ. Ông cứ xem vào máy đấy. Chung nhỉ? Dạ. Đúng không? Cái thằng S150 nó lên chắc phát 30k. Rồi, một phát 30k, ngủ dậy cái 30k. Chán luôn, như cú báo ngày xưa, cú báo nó hồi sinh như thế nào ấy. Cú báo của nó, thằng cú báo kia nó đua cũng tầm đấy. Đấy, nó cũng tầm đấy đấy. Không, nó gì đấy, 20k rồi. Cú báo như nó chỉ 20k thôi, cao nhất là 20k. Lần này hình như không biết nó có chơi không nhỉ? Nó vừa mới làm clip hôm đấy, trong đấy. Không, lần này hình như nó không chơi, sao nó nghỉ rồi sao mà. Không chơi đâu, ai bảo nó không chơi, nó vẫn làm clip sao không chơi. Vừa cái mấy hôm á, hôm qua á. Hôm qua kia rồi nó làm. Thế à? Tôi không nghĩ nhỉ, tôi thống hóng câu rút AP đây mà này không thấy cú báo nhỉ. Nhìn đây uy lực mạnh nhé. Uy lực kinh lắm. Uy lực 39 nhỉ, nhưng mà so với hội Mina con thua Mina 2 ác, 1 ác 41.000, 1 ác 43.000. Hãy trường. Tập trung. Chúng mà đưa cho nó ác của mình, 1 ác rồi thất giờ về tình. Ác của ông uy lực bao nhiêu? Không thua. Chúng còn thua. Không cắm. Nói chung là nếu mà mình, tại vì bọn nó chơi thì server VQ ngày xưa rồi, nó biết cách lên uy lực, nó biết lên không sớm, phải là mình biết lên sau. Sớm hay không mà vấn đề là bình thường. Vấn đề là quan. Anh nào bảo thằng đấy, thằng bốt đây này, nó bỏ 60 kim cương để nó lên uy lực, nó ra được. Mua cái mèo này, quay cái mèo này. Đồ ăn. Bỏ 60 kim cương ra để đập cái mèo này. Về mức của bây giờ chơi ra được tầm 36.000 là cao rồi. Tức là cao so với mức đánh mình chơi 36.000 là cao rồi. Bây giờ tầm bình thường nó rơi khoảng 33-34.000. Không phải phơi đi đâu, quả anh toàn vàng hay phơi đi cái gì? Thì đấy, gọi là không có kim cương đấy, vàng là phơi đi rồi. Ông phơi đi à? Ông đi mua vàng à? Chào đi mua vàng, mỗi ngày chào đi mua đần. Còn kia là nó lên tầm 40k trở lên rồi, nó không được là phải mà nói thẳng không hiểu không? Chứ tưởng ông lấy là cầm hết cả vàng mà ông đi được tiền, ông đồ nó có lên rồi. Tôi xíu gấp 10 rồi, ai à? Lên đi, phải 8.000. Trong đấu trường thì Tuyết Phong đang là top 1 với lượng uy lực hết sức là bá đạo các bạn ạ. Lên tới 39.000 uy lực. Đây là con số rất là cao đấy các bạn. Dàn boss biết là 7 sao hàng loạt luôn. Thành ra uy lực cũng cao như vậy. Mình có nói từ rất là lâu rồi. Tứ hồn nó không yếu. Chủ yếu công là không luyện học đầy đủ thôi. Áng này luyện học đầy đủ nó chả yếu tí gì cả, đúng không? Rồi bây giờ mình xem mấy giờ rồi. 21:19 đúng không? 21:19, còn 10 phút nữa. Rồi ngồi với mấy ông đang SF bên S47 cũng khá là gay cấn này. Đang hết sức là cái gì các bạn này, phải tính toán là tay tiếc mạng biết, phải hết sức là cẩn thận. Mình để ý cục diện một chút ở server S12 xem thế nào nào. Tứ hồn này. Tứ hồn tiếp này. Tiếp tục là tứ hồn này. Lại là tứ hồn. Rồi cả 5 người top của 6 người. Mình xin lỗi, 5 người của đứng đầu tiên của S12 đều là tứ hồn. Và mình xin nói luôn là trong các team để chuyển sang sáng thế hổ thì thực sự là team tứ hồn là cái team rất là dễ lái sang sáng thế hổ các bạn ạ. Bởi vì trong đội hình thường luôn là có hai võ sĩ hổ, ví dụ như là Kaoret hoặc là Kula hoặc là Ca Phẩy, đúng không? Nên là nó đổi qua sáng thế hổ rất là dễ chuyển sang sáng thế rắn thì khó hơn nhiều. Rồi cho nên là cái cuộc đua Terry 2K3 này sẽ rất là khó khăn. Riêng với ác này thì mình nói luôn là thực sự thì
7 sao nó quá nhiều rồi các bạn ạ. VIP 15 này, VIP 15 đúng chất VIP 15 này các bạn. Đấy, nên thành ra 7 sao rất là nhiều. Thích nhạc gì nhảy thôi. Đấy, chủ yếu là chủ ác không thích chơi rắn cho nên là không lấy Grizzly, không chơi Grizzly thôi. Chứ còn Grizzly lấy về rồi, hồ đũ khí hồ biết có hết cả rồi, nhưng mà chủ yếu là có thích hay không thôi. Chủ ác hay thích sang thế hổ quẩy thôi. Cao nét 7 sao, ca phẩy 7 sao. Đúng không? Một đống các Kula 7 sao cả rồi. Có Anis với Omeru là 6 sao thôi. À, tập Ken. Ken lên rồi. Ok. Cùng lên, nó phải lên, nó mới lên. Nó bắt buộc nó phải lên. Thì hai thằng chơi nhau top 10 thì có. Sau thì hai thằng nó còn khoảng độ 5 phút thì mình sẽ đua lên cho các anh em nó đỡ gọi là cái gì nhỉ? Trèo kéo nhau. Phong cách VIP 15 thì đúng như là Hoàng Dubai nói các bạn ạ. À. Không có cái việc có cái khái niệm tích kim cương đâu các bạn. VIP 15 mà tích kim cương công phá cả chất của VIP 15 rồi đúng không? VIP 15 là nói không với tích kim cương. Đấy. Rồi. Thật đấy. Không không phải chém gió mấy ông thật, nhưng mà theo kiểu đúng đúng định nghĩa của Hoàng Dubai là thế thật. Nói không với tích kim cương. Vãi cả trường. Ông ấy chơi thế thật đấy. Nó chém gió các anh em thì tôi đúng không? Server này bao nhiêu? S12. Nói chung cũng căng. Được chiến thắng này bao nhiêu ca rồi? Chắc triệu 1.070.079.000. Thế thì cũng không bằng squad được. Không, squad nó triệu mấy? Squad nó triệu triệu 1 hay triệu 2? Chắc triệu 1. Squad nó là triệu 1 cho 60. Kinh phết, kinh hơn, kinh hơn. Các bạn ông này ông ấy cũng bận, ông cũng không cày mấy đâu. Ông ấy squad online đều lắm. Ông này ông ấy không cày mấy. Được mỗi cái làm kim cương đều tay. Vãi trưởng. Kể như phong cách của mình ấy là mình sẽ chỉ lấy ở top 4 này thôi, này là vừa đẹp này, 4 đến 6 là đẹp này. Nhưng thực sự thì cái gì mình không phải chủ ác, mình chỉ đua hộ ấy, nên là thôi, đúng không? Mình sẽ đua đúng chất của chủ ác. Ngày xưa thì mình thấy rằng thần rớt cũng có cái phong cách như này. Đấy, cũng có phong cách giống như tí nữa phong cách các bạn sẽ mình thấy. Đấy, nhưng mà cái gì, bây giờ thần rớt thì khác thần rớt của ngày xưa rồi, đúng không? Đấy, nó khác. Mình thì mình vẫn nói là cái gì mình không ủng hộ lắm với cách chơi này, nhưng mà thôi đúng không, mỗi người một cách chơi, chúng ta không có quyền phán xét người khác. Mà ông chắc chắn top 10 rồi, chắc cái chứ. Không đủ 9k thì chung đập phát gì nghèo cũng đói. Căng đấy. Mệt đấy, không phải đùa đâu. Mẹ hai củ rồi, thừa đủ con mẹ luôn. Như tôi này, sao nghĩ nếu có chắc có bao nhiêu chết hết đi. Chết nhưng mà không được cái gì nữa, còn chết này. Tôi không nghĩ ông vào lấy đâu. Lấy kim cương không chơi được đâu, người chính mình được. Tôi ca phẩy vào 5 sao tôi cũng thay. Không, tôi là mấy áo con này, chết phải chết. Còn 6 phút. Lên đi, một thằng top 9, thằng top 10 được. Sợ đéo này. Tôi đấy, cố gắng bằng 9, 10 đi. Cứ qua cái thằng clone ấy, xem ông tôi nhìn được không? Thằng ý thì 7k7 thì chắc chắn là qua với tôi được 8k rồi. Thằng Đức cấn nó lên 7k rồi, tôi nghĩ rằng chưa chắc nó lên đâu. Nó đéo có nửa lên được nữa. Nó thì nó đủ lực. Đừng có bậy với thằng đấy. À, nó cần nó nhiều kim cương lắm đấy. Cương nhiều nó tiêu thôi, kiểu nó tính tiêu không phải là không phải là khô máu. Không chơi khô máu à? Một kim cương tôi biết chứ không phải là thì mình có điểm nó lên theo được. Nói chung là khó lắm, không biết kim cương khó chơi lúc này lắm. Thôi cái phát cuối. Nó chỉ dình để đâu qua thằng vừa tăng mít này thôi. Đúng thế đấy, đúng thật đấy. Dịch mấy ông của lon 1-2 và clone mà nó không lọt top 10 cũng không ảnh hưởng mấy. Chủ yếu nó lọt quá top 10 thì hơi hại thôi. Lọt top 10 rồi. Còn quan trọng cờ lo thì chỉ có 3 thằng thôi mà. Cái hoa này nó có phải cờ lo nữa đâu. Sao em không phải cờ lo? Em hoa này, quyền bá này, idiot này. Thôi mình sẽ cái gì để cho bắt đầu quay nha các bạn. Còn có hơn 4 phút thôi. Giờ đến lúc cái gì nhỉ, ta thể hiện bắt đầu thể hiện rồi đúng không? Ta đây có đáng sợ rồi đúng không? Chứ không lên được cái gì các bạn, để tí đã mạng lác là hỏng bét. Rồi mình trình diễn kỹ thuật quay nhanh luôn các bạn nha. Này, hơi bị trình độ ấy đúng không?
Rồi hồn hiệu hồn sách đâu? Rồi ok, ban chiều thì mình để ý có ông này one hit với ông chơi lại nó chỉ rơi khoảng độ hơn 10.000 thôi. Đấy, các ông ấy đua theo là mình lại phải lên theo. Mấy thằng cùng anh thì có lên đâu mà. Rồi, các ông cứ bắt tôi phải lên thôi đúng không? Mình khuyên chủ hãng hết sức là giữ bình tĩnh, không lên cái gì nhỉ. À, đua cùng anh em server làm gì cả cho nó tốt kém, nhưng mà mấy ông server phá hoại quá. Đấy là mình phải lên thôi. Hồn sách siêu năng này là hồn sách rất hữu dụng đấy các bạn ạ. Không có phế đâu, nó dùng được cho cả Leorazi lẫn Zero. Mà sau này boss mới cũng thế. Còn rất nhiều kim cương các bạn, hơn 40.000 kim cương. Mình xin nhắc lại là tờ lú quay, còn đâu chất của ác này vẫn là tuyết phong các bạn nha. Rồi, one hit cũng đang lên theo đấy các bạn ạ. One hit cũng đang bọn nó nhú theo đấy. 4k tôi 10k được. Có một lần miễn phí ông này ông không quay này. Nhưng mà thôi, tôi trêu thôi. À cái đấy là tùy chứ trêu trêu béo thì mà trêu. Không cũng lên, nó đùa các bạn cũng bà cũng lên. Lên qua thằng bơ răng bít đi, chung này. Mua gì thế nhở? Mới tôi kích mấy phát là xong rồi. Mua 8.000 gì? Ờ, đây 8.000 đi. Cái 8.000 xem tình hình Đức Tuấn nó có lên không hiểu không? Không, kệ cho lên, chán đi. Cái gì đây, đây? Còn 2 phút đấy, các anh em hết sức là chú ý. Còn có 2 phút. Có lên béo ấy. Mình xin nói luôn là nhiệm vụ của mình là lấy top 1 của ác này các bạn nha. Nightmare này của mình đã thấy, đã thấy ông ấy bắt đầu lên rồi đấy đúng không? Mình đã thấy dấu hiệu của Nightmare là lên rồi. Thôi mình sẽ cố gắng là cái gì nhỉ? Lấy top 1. Rồi ok, xem Nightmare thế nào đã đúng không? Rồi ok, động đất ổn đấy, động đất là dùng cho Mary luôn các bạn. À cái gì nhỉ, quên mất, dùng cho Terry luôn đấy. Hạng 14 là 8.000 mốt rồi. Ôi, mẹ 13. Rồi, còn có phút thôi các bạn. Khá hài hước đúng không các bạn? Rồi, hy vọng là mình sẽ hên một chút. Nightmare cũng không có ý định lên tiếp, đúng không? Hy vọng là mạng của mình sẽ tương đối ổn. Mình đang dùng mạng 3G và hy vọng thì nó sẽ không phá hoại mình. Rồi rồi, Nightmare đang lên rất là nhanh các bạn ạ. Thôi, mình nghĩ là mình lên dừng lại ở top 2 thôi. Không nên tham quá làm gì cả. Rồi ok, Nightmare đang bấm liên tục các bạn ạ. Đúng không? Mình bấm sẽ không thể theo kịp với tốc độ của các bạn ạ. Hai người lên thì cùng lên thôi đúng không? Rồi ok, mình chấp nhận top 2. Khi mà có lên cũng không thể kịp được các bạn. Nightmare rõ ràng là một người chơi phải nói rằng hết sức là ổn, hết sức là ổn. Thôi, mình nghĩ là sẽ hài lòng với top 2 thôi, 14.000. Một cái giá tương đối là cao. Nhưng mình nghĩ là phù hợp vì nó còn tùy vào tình hình nữa đúng không? Mình lên thì bạn ấy cũng lên theo. Tối thêm kim cương và không có một điểm nào nữa thì thực sự không phải là cái sự lựa chọn khôn ngoan. Rồi ok. Teddy 2K3 về đội với 4 sao kèm theo 100 mảnh vạn năng. Rồi ok, hơi lag một chút. Rồi ok, đúng không? Cuối cùng thì Mary Teddy 2K3 cũng về đội 4 sao. Mặc dù nó không phải là một cái happy ending hoàn toàn, nhưng mình tin rằng đây là sự lựa chọn hợp lý. Đây là quyết định hợp lý. Mình cho rằng đây là một sự lựa chọn hợp lý. Top 1 với top 2 thì nó hơn nhau một con Terry 2K3. Và nó sẽ ambition nó hơn nhau 1 sao. 4 sao so với 5 sao thì nó rơi vào khoảng độ 200 mảnh vạn năng, đúng không? 200 hay 240 mảnh vạn năng gì đó.
Rồi, chúng ta không có cách nào khác, phải biết chấp nhận đúng không? Đấy, nay mình đã thấy rằng đua cực kỳ ổn và hoàn toàn không phải là một tay mơ. Đấy, bạn ấy cũng đã chênh lệch tới 1.400 điểm chứ không phải là chênh lệch 1-2 cú click các bạn ạ. Do đó thì mình nghĩ rằng không có gì phải tiếc nuối cả. Đấy, có khô máu thì cũng chưa chắc ăn lại được Nightmare đâu. Đấy, mình hài lòng với cái mốc này. Rồi, bên dưới này top 10 là 8.000, top 20 là 5.000, mì xôi là 4.500. Đấy, cũng tương đối khá là cái gì nhỉ, an nhàn ở trong vùng top 20. Có trong mấy top đầu là tương đối là khô đấy các bạn, tương đối là khô. Đấy, đặc biệt là trong top 10 mình nghĩ rằng rất là gay gắt. 8.000, thực ra với Victor 8.000 mình nghĩ rằng là một cái giá rất là hời rồi, giá rất là hời rồi. Ok, Terry 2K3 về đội sắp xếp như thế nào thì mình xin phép các anh em hãy dành lại trong các clip tiếp theo. Còn rồi thì cái gì nhỉ, vào chém gió với các mấy anh em trong ngồi cái gì nhỉ, cà phê cà pháo đã. Chứ thực sự thì cái gì nhỉ, còn phải toàn tính thêm các bạn ạ. Sắp xếp đội hình thực ra thì với VIP 15 nó cũng dễ đúng không? Thôi rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Phong cách đua VIP 15 thực sự thì nếu như chủ ác thì mình sẽ là khô máu, nhưng với mình thì sự là vẫn mang hơi hướng một chút của đua kiểu nông dân đúng không? Vẫn mình vẫn tính toán nhiều hơn đến cái được và cái không. Chứ thực sự phóng lao thì người ta nói là phóng lao phải phi theo lao, nhưng thực sự cú lao đấy nó không trúng đích mà vẫn cố tình phóng theo thì thực sự đó là một cú phóng lao vẫn rất là vô nghĩa. Mình nghĩ rằng là dừng lại con số này là hài lòng. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.